20. Dương Tư Lệnh, vết thương của anh hồi phục tốt đấy. Phải cảm ơn Mạnh Tư Lệnh. Anh xem, quân y của bọn Nhật đó trình độ cũng cao. Nếu không nhờ họ, cái mạng này của tôi không chết cũng ngấp ngoái rồi. Cái này là có phúc. Anh định xử lý mấy người đó thế nào? Tôi nghĩ là một trạm quân y giả chiến ở Phượng Hoàng, tuyển thêm người, bảo mấy quân y Nhật đó dạy bọn họ. Khẩu vị của anh nặng quá, nhưng chúng ta đã nói rồi nhé. Nếu anh làm được bệnh viện giả chiến này, tôi cũng phải phái người tới học tập. Mạnh Tư Lệnh, cái này anh phải đồng ý với tôi. Đồng ý với anh cũng được thôi, nhưng mà có một điều kiện. Bác Lộ của anh có nhiều cách. Anh phải giúp tôi kiếm thêm thuốc thang, máy móc. Cái này không quá đáng chứ? Không thành vấn đề. Chúng ta chốt nhé, chốt luôn. Trường tiểu học kháng chiến núi Phượng Hoàng. Anh còn xây trường học à? Đương nhiên rồi. Nào, Mạc tiên sinh, Mạnh Tư Lệnh, vất vả rồi. Không vất vả, thế nào, tiến độ sao rồi? Tốt lắm, ký túc đã xây xong rồi. Ngoài ra, anh dặn ký túc cho giáo viên ở cạnh ký túc, tôi đã dặn ở dưới rồi. Thư chiêu sinh cũng là xong rồi. Vậy sao, mời Tư Lệnh xem qua. Tiểu học kháng chiến núi Phượng Hoàng. Không phải, không phải. Ta không phải cầm như vậy. Cô phải dùng ngón trỏ và ngón cái của mình cầm chắc kim. Ngón nút thì dĩnh lên như hoa lan chỉ. Giống như người ta diễn kịch ấy. Học thơ qua còn khó hơn. Đánh nhau nữa. Tôi không học nữa. Tư Lệnh, sao thế? Hùng hùng hổ hổ thế. Lại đánh nữa rồi. Một cái lồng nhốt hai con chim, sớm muộn gì cũng có chuyện. Ai đánh ai? Còn ai nữa? Người của chúng ta với người của Bác Lộ. Chắc chắn là các cậu bắt nạt Bác Lộ chứ gì. Đúng là vậy. Nhưng là cái tên mặt sẹo kia dẫn theo người của mình chạy tới phòng người của người khác, cười người ta gọi là đội đàn bà, còn lấy súng của mình ra đạo với người ta. Cứ thế là đánh nhau luôn. Nhưng Bác Lộ cũng quá nóng tính. Dù sao cũng là trú mưa ở nhà người ta, còn gây gỗ nữa. Người của Bác Lộ vừa mới bại trận, trong lòng vốn đã bực dọc rồi. Và lúc này các cậu lại đi chọc ngoáy người ta. Không đánh nhau thì còn sao hả? Tư Lệnh, cứ như thế này sớm muộn cũng có chuyện. Phải nghĩ cách thôi. Một lồng hai chim. Phó Tư Lệnh tinh tế quá. Chuyện gì? Nói mau. Đẹp quá. Đẹp quá đi mất. Phó Tư Lệnh, chưa biết phải không? Bác Lộ và người của chúng ta đánh nhau rồi. Sao? Mặt sẹo nói súng của Bác Lộ không tốt, nên Bác Lộ ra tay luôn. Phó Tư Lệnh, Bác Lộ không phải đội hình tầm thường đâu. Bọn họ có đảng, có chủ nghĩa. Sớm muộn gì cũng sẽ muốn ăn trọn núi Phượng Hoàng. Phó Tư Lệnh, không thể do dự được nữa đâu. Còn do dự nữa là muộn đó. Đừng nói Bác Lộ đó, đến cả Lý Thục Quý không phải cũng không nghe cô sao? Đây chính là tín hiệu. Bọn họ muốn ra tay rồi. Được rồi, giúp tôi gọi Cố Tử Thán và Mặt Sẹo vào đây. Từ rất nhiều chuyện đã thấy, Bác Lộ là muốn tiêu diệt đội quân độc lập núi Phượng Hoàng của chúng ta. Chúng ta không thể chờ chết được. Đúng đúng, Bác Lộ này sớm muộn
cũng muốn đánh chiếm chúng ta. Tự Thắng, sao lắp bắp thế? Có gì cứ nói. Tôi thấy Bát Lộ đánh chiếm vẫn còn hơi sớm. Sớm muộn nữa, Cố quản gia cứ đấy mà đợi Bát Lộ cầm dao dí vào cổ chúng ta. Phó tư lệnh, phải quyết thôi. Thế Mạnh tư lệnh nói sao? Mạnh tư lệnh suốt ngày quân đệ với Bát Lộ, bị Lý Thục Quý kia làm cho mê muội hết cả. Tôi thấy chúng ta tự làm thôi. Tự làm? Làm thế nào? Giết Lý Thục Quý và Dương Quang trước, sau đó tiêu diệt Bát Lộ của lão Ưng Dụ. Phó tư lệnh, không thể cho dự nữa đâu. Tôi dù gì cũng phải bàn với Mạnh tư lệnh đã. Mạnh Dân Tiêu, Mạnh tư lệnh bị người phụ nữ đó làm cho mê muội rồi. Anh ấy sẽ không nghe chúng ta đâu. Bất kể thế nào, Mạnh tư lệnh là tôi giữ lại. Tôi không nghe anh ấy thì có thể nghe ai được nữa? Cậu làm vậy là phá hoại kỷ luật, phá hoại sự đoàn kết của hai bên. Đại đội trưởng như cậu, cậu dạy quân kiểu gì thế? Tôi nói cậu biết, tôi phải phạt cậu. Tôi phải phạt cậu. Được cả tên mặt sợ đó mấy lần cả khi. Các anh em, thôi thôi được rồi. Sai là lỗi của người ta. Cậu không có lỗi sao? Đồng chí Đỗ ơi, cậu phải quan tâm tới đại cục. Phải biết quan tâm tới đại cục. Tôi nói cậu biết, tôi muốn giáng chức cậu. Cậu gây quà nữa đi. Dương tư lệnh, cậu im miệng đi. Cậu ta là ai? Tôi không biết sao? Cậu ta mới là tên đầu tiêu gây quà. Cậu đi, xin lỗi Mạnh tư lệnh đi. Đi mà. Đợi đã. Đi cùng đi. Đi đi, cô ở lại. Dân Tiêu, chúng ta quá tin tưởng Bát Lộ rồi đó. Mọi người đừng căng thẳng, đừng nghĩ nhiều như thế. Hai dòng quân ở cùng nhau đánh nhau là chuyện bình thường. Người của chúng ta ở với nhau không phải cũng hay đánh nhau sao? Tôi lo là chúng ta sẽ bị Bát Lộ thôn tính mất. Bát Lộ không có gan đó đâu. Tôi hiểu rồi. Anh nói vậy là không muốn đuổi Bát Lộ đi. Anh đuổi Bát Lộ đi là anh sẽ không thể ăn với con hồ ly tinh họ Lý kia nữa, phải không? Cô nói xem sao cô. Cứ nói mãi mà lại nói sang chuyện gì vậy? Xem ra tôi đổ qua cho anh rồi đúng không? Cô xem, bộ đội cần phải nâng cao sĩ khí. Công tác tuyên truyền chính trị là nhất thiết phải có. Lý Tục Quý cô ta có kinh nghiệm về mặt này, cô ấy phụ trách có gì không ổn? Hơn nữa chúng ta và Bát Lộ cùng nhau kháng Nhật, cũng cần phải có nơi để điều tiết chứ. Mạnh Dân Tiêu, tôi nói cho anh biết, hoặc là anh đuổi con đàn bà họ Lý đó đi, hoặc là tôi sẽ giết cô ta, sau đó đuổi Bát Lộ đi. Sao mà cô cứ thấy kiểu gió là bão thế hả? Lý Tục Quý và tôi thật sự không có gì cả. Sao cô lại có thể nghe Trương Khai Giang được? Hắn là quân thống, hắn không đội trời chung với đảng Cộng sản. Tôi không quan tâm hắn là đảng gì. Tôi sợ là anh bị hồ ly mê muội. Tư lệnh, phó tư lệnh, mấy người Dương tư lệnh tới rồi. Phượng Hoàng, Dương tư lệnh, Mạnh tư lệnh, phó tư lệnh, thế nào, khỏe hẳn chưa? Sắp khỏi rồi, nhờ có đội quân độc lập, khách sáo rồi. Đỗ Đại Đức, có. Lần này hai bên đánh nhau, tôi mang tên đầu tiêu gây sự tới đây rồi. Tôi không quản lý tốt đội, xin Mạnh tư lệnh, phó tư lệnh trách phạt. Nói gì thế? Hai bên ở cùng nhau đánh nhau là chuyện thường ngày, có nghĩa là trong đội có sự hiếu thắng. Tôi với phó tư lệnh đây như hay đang nói về chuyện này. Xem ra chúng tôi không thể ở đây lâu được nữa rồi. Nếu mà ở lâu, chưa chắc bọn họ sẽ không gây quả gì. Dương tư lệnh, vừa rồi chúng tôi cũng đang bàn tới chuyện này. Núi Phượng Hoàng của chúng tôi nhỏ quá, mà người của mấy anh lại đông quá, đúng là có vấn đề. Không không, khó khăn chỉ là tạm thời thôi, nhưng có thể xử lý được. Cậu đầu tiêu này, ai thắng thế? Không thắng cũng không thua. Vừa mới bắt đầu đã bị bắt dừng lại rồi. Cậu xem thế không thể tiếc sao? Tôi nói cậu nghe, ở chỗ chúng tôi
Đánh nhau là chuyện thường ngày, giống như đấu võ thôi. Thắng, cậu được thưởng 10 băng đạn. Nếu thua thì sẽ bị đánh đít. Quy định này là do phó tư lệnh ra đó. Dương tư lệnh, anh nói xem, hộ nhốt lâu trong lòng thì nhất định sẽ đánh nhau theo ý của Mạnh tư lệnh. Nếu bọn họ muốn đánh thì hãy tìm cho bọn họ một chỗ để họ đánh một trận tử tế, luyện tay chân cho đỡ đi gây chuyện. Được thôi, ý của Mạnh tư lệnh hay quá. Vừa hay kết hợp đánh một trận cũng để bọn họ học tập lẫn nhau. Anh xem mấy chỗ này ở đâu được. Hà Diệp Trấn, đúng. Đây chính là mục tiêu mà Mạnh Dân Tư đã xác nhận. Ý của Lão Dương là lần hành động kết hợp này có thể thúc đẩy sự hợp tác và đoàn kết của hai bên. Hơn nữa, sau lần thất bại trước, sĩ khí có chút vấn đề, cần một vài trận thắng để cổ vũ tinh thần. Tư lệnh Diên nói, lần này sẽ do Mạnh Dân Tiêu đồng loạt chỉ huy. Tôi cũng đồng ý chuyện này, chỉ là tôi thấy có điểm đáng ngờ là Mạnh Dân Tiêu tại sao lại muốn đánh vào Hà Diệp Trấn. Xung quanh núi Phượng Hoàng đâu có phải không có quân Nhật đâu. Tôi cũng chả hiểu tại sao Hà Diệp Trấn rất gần căn cứ địa của chúng ta, nhưng lại xa địa bàn của đội quân độc lập, cách núi Nhị Hổ còn hơn 200 dặm. Đánh địch xa, anh ta đang muốn gì đây? Lẽ nào để đạt được tính đột kích trong chiến đấu? Không, Hà Diệp Trấn tuy xa Mạnh Dân Tiêu, nhưng lại gần Quách Vạn Minh. Nơi đó lại gần sát với căn cứ cũ của chúng ta, phòng bị của địch rất nghiêm ngặt. Hơn nữa hành quân hơn 200 dặm, không thể nào không có động tĩnh nào được. Tên Mạnh Dân Tiêu này số cuộc đang tính gì đây? Đây chính là mục tiêu tấn công Mạnh Dân Tiêu xác định, nhất định có suy tính riêng của hắn. Nhưng người này dùng quân có hơi ác thật, nhưng mà vẫn có thể tin tưởng được. Đặt phái viên vào dân. Hội nghị quân sự lần này đã nói gì? Không có chuyện gì lớn. Mạnh Dân Tiêu sắp xếp hai bên kết hợp, sắp xếp đại đội 1-2 và đại đội chúng ta kết hợp với tiểu đoàn Vạn Minh của Bắc Lộ đánh đột kích. Mục đích chính đánh chiếm mấy cứ điểm của Nhật, chỉ thế thôi. Ai là người chỉ huy? Mạnh Dân Tiêu đích thân chỉ huy. Không đúng. Ngồi đi. Dùng tới 3 đại đội, cộng thêm tới 1 tiểu đoàn của Bác Lộ, vừa bằng số quân của 1 sư đoàn. Hơn nữa, đích thân do Mạnh Dân Tiêu chỉ huy, nhất định là có vấn đề. Tôi nghe nói Mạnh Dân Tiêu là sợ hai bên không kết hợp tốt với nhau. Vết thương của Dương Tư Lệnh bên Bác Lộ vẫn chưa khỏi, nên là anh ta quyết định đích thân chỉ huy, tiêu diệt vài cứ điểm của địch. Mấy trận như này, Vạn Minh của Bác Lộ, Nhằm Hán, Tôn Hòa Thượng của chúng ta đều có thể chỉ huy được. Vậy mà Mạnh Dân Tiêu đích thân chỉ huy, mục tiêu tấn công là đâu? Hà Diệp Trấn. Xem đi. Hà Diệp Trấn, núi Phượng Hoàng, hẳn 200 dặm ở ngoài phòng tuyến của chúng ta. Mạnh Dân Tiêu suốt cuộc muốn làm gì? Ai mà biết được. Hà Diệp Trấn là ranh giới giữa sư đoàn 35 quân Tấn Tuyên và phòng tuyến của Bắc Lộ. Lấy nơi này làm mục tiêu tấn công, suốt cuộc Mạnh Dân Tiêu muốn làm gì? Đặc phái viên, tôi làm gì đây? Mặt sẹo. Nhiệm vụ của cậu chính là cố gắng gây mâu thuẫn giữa Bác Lộ và Mạnh Dân Tiêu. Tốt nhất là để hắn tiêu diệt phân khu Bác Lộ quân của tên Dương Quang kia đi. Còn nữa,
đủ các bác lộ quân khỏi núi Phượng Hoàng. Tôi đã cố mấy lần rồi, nhưng mà vẫn không được. Mặt sẹo, chỉ cần khai chiến là sẽ có được cơ hội thôi. Giết mấy tên của bác lộ đi, để bọn chúng cắn nhau. Tới lúc đó cậu thừa nước đục thả câu. Đội quân độc lập sẽ là của cậu. Giết bác lộ. Cái này tôi không dám. Nếu Mạnh Dân Tiêu mà biết thì cái đầu này của tôi không giữ được đâu. Mặt sẹo, vì đảng vì nước phải dũng cảm hy sinh. Cậu yên tâm, sau khi thành công tôi sẽ báo công cho cậu. Đây là phần thưởng mà cấp trên gửi cậu. Cầm lấy đi. Đặt phái viên. Cảm ơn. Nghiêm, được rồi, uy phong quá. Có phải nhìn lâu quá rồi nên trong lòng thấy khó chịu không? Các anh em, mấy ngày trước mọi người đánh nhau có khí thế quá. Tôi nói rồi, gà trống ở chung với nhau, còn đánh nhau huống hồ là bao nhiêu đàn ông ở với nhau như này. Đánh trận là chuyện tốt, một đội không đánh nhau thì còn ra cái gì nữa? Nghĩa là không có sự hiếu chiến. Nên tôi quyết định đưa mọi người ra ngoài, tìm một chỗ đánh một trận ra trò, đánh một trận lớn. Các cậu có đánh nổ cả trời thì tôi cũng kệ. Tốt quá. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này chúng ta đi đánh bọn Nhật. Trong nhà đánh nhau thì được, nhưng lúc đánh Nhật mà ai còn tự đánh nhau, vậy thì tôi sẽ không khách sáo với người đó đâu. Mọi người đã nghe rõ cả chưa? Nghe rõ. Dương Tư Lệnh, mời. Đồng chí, cuộc chiến lần này do Mạnh Tư Lệnh đích thân chỉ huy. Là lần đầu tiên hai bên chúng ta cùng nhau đánh trận. Đây cũng là chúng ta đang rèn luyện, là cơ hội để học tập lẫn nhau. Bộ đội chúng ta phải quyết phục tùng sự chỉ huy của Mạnh Tư Lệnh. Phải khiến trận đánh này trở thành một trận đánh kết hợp kháng Nhật kiểu mẫu. Mọi người có lòng tin không? Có. Xuất phát. Dương Tư Lệnh, đi, các anh em, đi. Đi thôi. Mạnh Dân Tiêu, Phượng Hoàng, Mạnh Dân Tiêu. Phượng Hoàng, cô tới làm gì vậy? Tôi tới tiễn anh. Sao? Tôi muốn tiễn anh, không được à? Được, được. Không phải tôi sợ ảnh hưởng không tốt tới mọi người sao? Xem ra anh sợ bị con hồ ly tinh đó nhìn thấy thì không vui đúng không? Đừng gây chuyện nữa. Phượng Hoàng, tiện ở đây thôi. Cô ở lại trong sơn trại, phải hòa thuận với bác lộ nhé. Đặc biệt phải chăm sóc tốt cho Dương Tư Lệnh. Còn nữa, chuyện đuổi bác lộ đi, đừng có nhắc tới nữa. Cái này tôi biết, bác lộ bọn họ không cần chúng ta phải đuổi, mà họ sẽ tự đi. Đúng rồi, anh không có gì muốn nói với tôi sao? Rồi, tôi biết anh không quan tâm tôi, nhưng tôi hèn vậy đó, tôi không buông bỏ được anh. Tôi nói anh nghe, lần này anh đi phải cẩn thận. Cô yên tâm, không chết được đâu. Đừng nói từ đấy. Anh có biết không, từ này trong hội chúng tôi là từ kiên nhất không được nói trước khi ra trận. Anh đừng có nói chuyện đấy. Nếu không, con tim này của tôi cũng coi như mất đó.
Phượng Hoàng, tôi, anh là đồ vô ơn, tôi cũng chấp nhận. Dương Tiêu, cái này do cha tôi để lại, có thể phù hộ bình an cho anh. Cầm lấy đi. Được, tôi đi đây. Đi thôi. Sao thế? Tư lệnh, phó tư lệnh đi xa rồi. Tôi có thể nhận ra được phó tư lệnh thích anh. Miệng mọc da non chưa hả? Chưa. Không có ở đấy mà nói linh tinh. Đi, anh vô lý ấy. Cái thời tiết này nóng thật đấy. Mau lên đi, Sơn à. Mau lên cho ông. Các đồng chí, cố lên. Học tập anh trai của đội quân độc lập nào. Đừng để rớt lại. Sư trưởng tay chân nhanh nhẹn, khí thế oai phong. Đúng là chân truyền. Đâu có đâu, chỉ là tập thể dục thôi. Tình hình thế nào rồi? Trương Khai Giang có điện. Hôm qua Mạnh Dân Tiêu và Bác Lộ hợp quân, chuẩn bị tiến đánh quân Nhật ở Hà Diệp Trấn. Mạnh Dân Tiêu đích thân chỉ huy hai cánh quân, hợp tác chiến đấu. Theo như báo cáo của trinh sát của ta, từ hướng núi Phượng Hoàng quả thực có một tốp quân đang tới đây, có khoảng 2.500 người. Cách nơi đóng quân của chúng ta khoảng 100 km. Mạnh Dân Tiêu muốn bắt một mũi tên báo tin trả thù cho quân Nhật rồi. Chỉ là tại sao hắn lại tha cho bọn Nhật ở ngay bên cạnh mà đánh tới phòng tuyến của chúng ta? Cánh tay Dương xa thế, hắn muốn giúp chúng ta. Cái này quả thật không đoán được. Mạnh Dân Tiêu trước giờ làm việc ngoan ngoãn, khiến người ta khó đoán. Kệ hắn đã. Chỉ cần là đánh quân Nhật, đánh đâu cũng được. Tôi nghĩ là lẽ nào Mạnh Dân Tiêu ăn mất tàn dư của Bác Lộ quân, hoặc là tiêu quá, hoặc là Bác Lộ thu phục được Mạnh Dân Tiêu? Đều không có khả năng lắm. Nếu là ai ăn mất ai thì Trường Khai Giang sẽ nói trong điện. Vậy thì là liên quân thật sao? Gan của Mạnh Dân Tiêu quá lớn. Cái này là nhốt hai con mảnh hổ vào chung một cái lồng đấy. Đúng vậy. Không khéo hai bên đánh nhau, thế cục sẽ thảm hại hơn nữa. Gọi điện cho trung đoàn 1, bảo họ theo dõi sát sao hai con hổ này. Ngoài ra, gọi điện cho trung đoàn 2 ở gần Hà Diệp Trấn, tăng cường canh phòng. Bảo bọn họ không chỉ phải canh bọn Nhật, mà còn phải canh quân của Mạnh Dân Tiêu. Nếu bọn chúng tới đánh Nhật thật thì chúng ta cùng giúp, có lợi phải mau lên. Dân tham mưu trưởng, tôi có một dự cảm. Mạnh Dân Tiêu nhất định sẽ tới gặp chúng ta. Dân. Gọi trung đoàn 1 cho tôi. Rất tốt. Tư lệnh, đao thuật của ngài đúng là xuất quỷ nhập thần. Đâu có, đâu có. Các vị này đều là những võ sư Nhật tôi mời tới từ Đại Bản Doanh, đặc biệt tới giúp tôi luyện tập. Tinh thần võ đạo của Nhật đúng là thiên hạ vô song. Các cậu hãy tiếp tục tập nhé. Tôi có việc. Thất lễ rồi. Dân, vừa nhận được tình báo, thổ phỉ núi Phượng Hoàng Mạnh Dân Tiêu đang cùng với quân của Dương Quang và khoảng 2.000 người di chuyển về hướng Tây. Đánh địch ở xa, đại kỳ của nhà binh. Mạnh Dân Tiêu, suốt cuộc muốn làm gì? Tư lệnh, Bác Lộ của Dương Quang sau khi thất bại, nhờ cậy Mạnh Dân Tiêu, hai cánh quân ở trên núi không đủ chỗ. Có lẽ bọn chúng muốn ra ngoài cướp bóc,
kiếm chút lương thực. Có thể lắm. Quy tắc của thổ phỉ, thỏ không ăn cỏ gần hang 100 dặm xung quanh căn cứ, không cướp bóc. Cho nên thổ phỉ một khi đi xa nhất định là đi cướp. Cướp bóc nghĩa là gì? Là từ của thổ phỉ, có nghĩa là ăn cướp à? Tình hình sư đoàn 35 quân Tấn Tuy thế nào rồi? Tạm thời vẫn chưa rõ. Không đơn giản vậy đâu. Mạnh Dân Tiêu là một nhà chiến thuật vô cùng giáo hoạt. Hạ lệnh Hà Diệp Trấn và bộ đội xung quanh tăng cường cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Rõ. Dây ngụy cứu triều, cao minh, Hưng Nghĩa, anh cũng về chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Rõ, mong toàn quân thắng trận. Mạnh Dân Tiêu, Lý Thục Quý, nào nào nào, dậy mau dậy mau, dậy đi. Lẽ sao cô phải ở trong sân trại chứ? Tôi không muốn ở trong sân trại. Tôi muốn đi đánh trận với các anh. Hơn nữa tôi là chủ nhiệm của ban điều phối. Giờ hai bên kết hợp ra trận, không có chủ nhiệm ban điều phối tôi, sao mọi người điều phối được? Rồi rồi, tôi không nói lại cô được chưa? Tiểu Thuận Tử, bắt đầu từ bây giờ đi theo Lý trưởng quan cho tôi. Cô ấy có chuyện gì tôi hỏi tội cậu. Tôi có phải cảnh gì của cô ấy đâu. Lầu bầu gì? Rõ. Đi thôi. Báo cáo, người của sư đoàn 35 quân Tấn Tuy chặn đường ở phía trước rồi. Tại sao? Nói là không cho bắt lộ đi. Biết rồi. Tôi biết, nghe Quách Dạng Minh sẽ ra chiêu này. Tiểu Thuận Tử, có truyền lệnh của tôi, lấy súng máy hạng nhẹ, pháo, lấy hết xe băng. Tôi phải cho chúng biết mấy cái này là thế nào. Rõ. Không ổn đâu. Quân Nhật còn chưa đánh mà người của mình đánh nhau trước rồi. Tôi bảo này, sao mà cô lại nông cạn thế? Tôi dọa dẫm bọn họ thôi. Lưu manh. Đi thôi. Đứng lại. Đứng lại. Tránh ra không? Bắn chết tôi cũng không tránh. Được. Cứng đấy. Có tránh không? Anh làm loạn ở đây vậy? Tôi là đại đội trưởng của Bắc Lộ, Đỗ Đại Đức. Chúng tôi muốn đánh lũ người Nhật. Tại sao các người ngăn chúng tôi? Chỉ dựa vào mấy người, có mà bị bọn Nhật nó lùi cho chạy mất khắp sân ấy. Có mỗi lỗ nẻ, có khi muốn chui cả vào ấy chứ. Đòi đánh Nhật, nực cười. Tôi nói cho biết, không có lệnh của sư trưởng chúng tôi. Hôm nay kể cả một con rùa cũng đừng hòng bay qua. Ông đây muốn qua đấy thì sao? Vậy chúng tôi sẽ không khách sáo nữa. Các anh em chuẩn bị chiến đấu. Chuyện gì thế? Sao không đi thế? Anh là ai? Đại đội trưởng đội quân độc lập Thắng Nhật núi Phượng Hoàng, Tô Hòa Thượng. Tránh đường. Tôn đội trưởng, mọi người có thể đi, nhưng Bắc Lộ không được, giới dẫn. Các anh em lên. Ai dám làm gì thế? Làm sao đấy? Có chuyện gì? Mạnh tư lệnh, sư đoàn trưởng chúng tôi có lệnh. Các anh có thể đi, nhưng Bắc Lộ không được. Nói với Quách Dạng Minh, ông đây muốn gặp hắn. Rõ. Đi. Sư đoàn trưởng, mời. Tham mưu trưởng, sắp xếp xong hết chưa? Dân. Tham mưu trưởng vất vả rồi.
Đâu có đâu, sư đoàn trưởng. Sư trưởng, anh xem, sắp xếp như vậy, anh có hài lòng không? Tôi vô cùng hài lòng, tham mưu trưởng. Phải cho Mạnh Dân Tiêu thấy quốc quân chúng ta mới là quân chống Nhật. Dân, sư trưởng, anh yên tâm đi. Báo cáo sư trưởng, bọn họ tới rồi. Đi. Tư lệnh, anh xem Quách Dạng Minh đang làm gì vậy? Vừa thổi kèn vừa đánh trống, diễn gì không biết. Đây gọi là long trọng quan nghinh. Thế thôi mà đã gọi là long trọng sao? Cái này cậu không hiểu đâu, hòa thượng. Nó là đồ tay đó. Đồ tay này anh cũng biết sao? Anh Dân Tiêu, anh vẫn khỏe chứ? Anh Dạng Minh, sao nghe anh nói ngượng thế? Anh Dạng Minh, anh nói xem mấy câu hỏi thăm mà các cụ để lại chúng ta, sao anh nói ra nghe cứ như đang nguyền rủa thế? Anh Dân Tiêu vẫn hài hước vậy. Mời. Chào. Anh Dạng Minh, quá rồi quá rồi. Anh Dạng Minh huấn luyện sư đoàn 35 thành như vậy, xem ra ngày xưa tôi không tới có lẽ là sai lầm rồi. Anh Dân Tiêu không phải dẫn thù tôi đấy chứ? Đâu có đâu. Anh Dạng Minh huấn luyện sư đoàn 35 thành sư đoàn kháng Nhật mạnh nhất, đây là chuyện đáng vui mừng, đáng kính trọng biết bao. Mời. Được. Mời. Nói vậy là anh Dân Tiêu có nhã hứng muốn đánh Hà Diệp Trấn sao? Các anh em ở trên núi chán quá, không có việc gì làm, gây chuyện khắp nơi. Chúng tôi không còn cách nào khác, phải đưa bọn họ ra ngoài, tiện thể tìm một chỗ để bọn họ rèn giũa. Đây gọi là dọn cỏ bắt thỏ, không bỏ lỡ gì cả. Hay quá. Hà Diệp Trấn như một cái gai trong mắt tôi, khiến tôi rất không thoải mái. Nếu mà anh có thể nhổ được nó, thật sự là vô cùng cảm ơn. Nhưng anh Dân Tiêu, Hà Diệp Trấn trước đây là nơi mà nhà binh phải tranh đấu, tường thành vừa cao vừa dày, cộng thêm với việc người Nhật ở đó công sự kiên cố, săn không chắc nhai miếng xương này khó đó, mềm tôi không thèm cắn. Thôi, tôi tới là để hỏi thăm anh thôi. Tôi vẫn chưa tới Hà Diệp Trấn mà đã bị quân quanh chặn ngoài cửa rồi. Ai dám ngăn quân quanh, thật sự quá là to gan. Tham mưu trưởng, đi điều tra xem tên nào dám ngông cuồng như vậy, dám ngăn quân của anh Dân Tiêu. Sư trưởng, có chút hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Chúng ta ngăn là quân của Bác Lộ. Mạnh tư lệnh, anh nghe nhầm phải không? Anh Dân Tiêu, anh xem, chúng tôi chỉ ngăn Bác Lộ thôi, có ngăn anh đâu. Anh Dạng Minh, anh đúng là còn chưa rõ. Cánh quân Bác Lộ này do tôi thống lĩnh. Đây, chủ nhiệm lý của ban điều phối Bác Lộ cũng tới rồi đây. Vì để điều phối hợp tác chiến đấu của quân độc lập, chúng tôi đặc biệt thành lập ban điều phối. Có sư trưởng, nên đã là cùng chống Nhật, anh sẽ không ngăn quân Bác Lộ ở ngoài thật đấy chứ? Tôi không nói với cô, tôi nói với mạnh tư lệnh của các cô. Anh, nói vậy là quân của anh bị Bác Lộ ăn rồi. Không, vậy là anh ăn Bác Lộ rồi. Anh Dân Tiêu, quân Bác Lộ không dễ ăn đâu. Đáng vui mừng đó. Được rồi, bất kể là ai ăn ai, tôi tới là muốn mượn đường của anh Dạng Minh. Đường anh có cho chúng tôi mượn không? Mượn, đương nhiên là cho rồi. Anh Dân Tiêu muốn mượn sao có thể không cho được? Được được, tham mưu trưởng, có hạ lệnh cho bọn họ qua. Rõ. Anh Dạng Minh, tấm lòng này của anh, người anh em này đã ghi nhớ trong lòng rồi. Việc của anh Dân Tiêu chính là việc của tôi. Nói đi, còn có chuyện gì cần tôi giúp không? Anh cứ nói. Tôi có chuyện muốn nhờ anh thật này. Nào nào, sang bên kia đi. Anh Dạng Minh, tôi muốn mượn một thứ của anh. Mượn gì? Súng pháo. Các anh không mang pháo? Không. Không mang pháo thì tấn công kiểu gì? Lấy đầu đi tập sao? Anh trai, không phải không ở đây sao? Hơn nữa, hơn 200 dặm đường rừng. Anh bảo tôi vừa dắt pháo vừa dắt súng, tôi còn chưa tới nơi, người ta đã chạy mất rồi. Những chuyện khác đều dễ, nhưng mà chuyện này, người ta nói thổ hào sơn tây kẹt sĩ. Anh Dạng Minh không phải cũng thế chứ?
Tôi có mười không đâu. Đánh được vào Hà Diệp Trấn, chúng ta 31. Anh nói thật sao? Tôi lừa anh bao giờ chứ? Anh nghĩ xem, bao nhiêu đồ như thế, hơn 200 dặm đường rừng, tôi còn dắt qua, thế không mệt chết sao? Được, tôi tin anh. Như vậy nhé, tôi cho anh mượn pháo, cũng coi như là sư đoàn 35 chúng tôi có tham chiến. Anh Quách, Trường Nghĩa, đi thôi. Trong đầu anh rốt cuộc là gì vậy? Tại sao nói vậy thôi mà Quách Dạn Minh lại cho vậy? Đó là trong lòng Quách Dạn Minh có điều khuất tất. Hắn không phải muốn giết chúng ta sao? Có giết được đâu. Gặp hắn có ngại không? Anh đừng có mà chém. Trong lòng Quách Dạn Minh hổ thẹn. Hắn là một tên ma đầu, sao lại hổ thẹn được? Cô nói xem là tại sao? Tôi nói nhé, nhưng anh không được tức. Không tức. Tôi thấy hai người là lưu manh đối phó với lưu manh. Nhưng lưu manh anh là lưu manh lại là lưu manh hơn anh ta một chút. Nó có đúng không? Tôi đánh chết cậu. Qua cô nương. Được rồi, qua cô nương. Nhìn cô kìa. Ghen à? Tôi ghen gì? Tôi bảo gì ấy mà, phải thật vào. Tôi nói cho anh nghe, nếu không phải chiến tranh, có khi tôi đã Minh Tinh Điện Ảnh rồi. Xem ra Quách Dạ Minh nói đúng. Hai Diệp Trấn tuy không lớn, nhưng dễ thủ khó công. Chẳng trách cái gai trong mắt của hắn không nhổ được. Vậy anh có nhổ được không? Đương nhiên là nhổ rồi. Nếu không, nước bọt của Quách Dạ Minh sẽ nhổ vào mặt của tôi đó. Bà ơi, cháu đi bán hàng. Cho cháu dòng nghỉ một chút được không? Không được, không được. Em gái, em cần gì? Tôi cái gì cũng có. Em Tú Cúc. Là anh sao, đội trưởng Đỗ? Các anh về rồi à? Vậy thì tốt rồi. Sau khi bộ đội rút quân, người Nhật ngày nào cũng tới thôn chúng em và giết người, cướp đồ ăn. Còn giết không ít cán bộ thôn. Còn thường xuyên kiểm tra hộ khẩu, không được để người lạ ở lại. Mọi người buổi sáng đều không dám mở cửa. Mọi người đều mong ngóng bát lộ, đánh tới đây sớm. Chẳng trách bà con đều trốn. Thế chú Lý trưởng thôn đâu? Đi, em đưa anh đi tìm hội trưởng hội duy trì. Hội trưởng hội duy trì là ai? Là lệ của thôn mình đó. Cái này đừng sợ, người Nhật thành lập hội duy trì. Hội trưởng hội duy trì là do mọi người chọn. Quách Đại Lễ là người tốt, sẽ không hại anh đâu. Đi tìm ông ấy. Được, đi. Bác Lộ không đánh lại được người Nhật đâu. Bọn Nhật vào thôn giết người cướp của, thành lập hội duy trì. Hội trưởng hội duy trì tôi đây. Ngoài thì là làm việc cho người Nhật, nhưng mà trong lòng là đang bảo vệ sự an toàn cho người dân. Dù sao thì ông cũng không nên làm hội trưởng. Làm thì có nghĩa là hán gian, mà hán gian là phải chết. Hảo hán tha mạng, cậu muốn gì cũng được. Không phiền ông, đời ông đây giết ông rồi. Muốn lấy gì cứ lấy, ít hơn không. Đi đi. Phải ngoan ngoãn đó, nếu không ông đây bắn chết ông. Đứng yên. Không đứng yên ông này bắn chết. Lão Đỗ. Sao lại là cậu vậy? Sao anh ở đây? Tôi tới thám thính tình hình. Thế này là sao? Cái này hả? Tôi dọa ông ta tí thôi. Nếu không ông ta sẽ không chịu nói thật. Dớ dẫn.
Hộ trưởng Quách là căn bản của quần chúng chúng ta. Tôi dọa mấy thôi mà, cũng có gì đâu. Lão Quách, tôi là một người thô lỗ. Vừa rồi thô lỗ trói ông lại, thực sự xin lỗi nhé. Ông đừng để bụng. Nào nào, đánh tôi mấy cái cho hả giận đi. Không dám, không dám. Hòa thượng, tự tưởng nhà anh cứ thấy gió tưởng mưa. Sức mai tôi tới sớm, nếu không còn không biết sẽ có chuyện gì nữa cơ. Lão Quách này là nền móng của quần chúng nhân dân tôi, sao lại đối xử vậy được? Vừa rồi là tôi không phải, tôi chỉ là muốn dọa mấy tí thôi. Tôn đội trưởng cũng hận hắn gian lắm. Lần này là lỗi của tôi. Lão Đỗ, cậu nói xem phạt thế nào. Tôi chịu cả. Phạt anh 5 đồng bạc đền tội với lão Quách. Cái này không nhiều đúng không? Không nhiều, không nhiều. Lão Quách, ông hãy cầm lấy đi, coi như là tôi đền tội. Rồng tới nhà tôm, tôi thấy quà này thôi. Lão Quách cầm đi. Đội quân độc lập vào nước tường đổ chết ra. Lão Quách, nói chút tình hình của người Nhật đi. Sau gì các cậu tới, người Nhật đã tập trung hết tất cả mọi người lại. Tôi nói này lão Đỗ, chúng ta đánh nhau không ít đúng không? Tôi thấy tính cách của chúng ta giống nhau đó, hay là chúng ta kết giao nhận quân đệ đi, thế nào? Kết giao xong thì là quân đệ sao? Đương nhiên rồi, không để là kẻ thù. Được, đánh xong trận này chúng ta làm đệ. Được, cứ quyết vậy nhé. Tôi nói cậu nghe lão Đỗ, người bình thường đòi nhận anh em với tôi không thèm đâu. Tôi thấy lão Đỗ cậu cũng là người thẳng tính nên nhìn trúng cậu. Cứ quyết vậy nhé, đánh xong trận này chúng ta làm đệ. Được.